Mở đầu bản tin là video ghi lại cuộc tấn công của đơn vị pháo binh thuộc lữ đoàn 45 Ukraine, sử dụng hệ thống pháo tự hành 155mm Archer của Thụy Điển, tấn công chính xác các đơn vị pháo binh Nga và đã phá hủy tổng cộng một pháo cối tự hành 240mm 2F4 Turban, hai pháo kéo 152mm D20, hai pháo kéo 122mm D30 và một kho đạn giả chiến. Tiếp đến là video quay lại cảnh xe chiến đấu BMP-2 của Nga chứa đầy đạn pháo, bất ngờ nổ tan thành nhiều mảnh sau đòn tấn công của FPV cảm tử phía quân đội Ukraine. Sự việc xảy ra ở hướng Avdiivka. Hệ thống phòng không Buk M-1-2 của Nga bị phát hiện và phá hủy bởi UAV của lữ đoàn cơ giới 42 Ukraine. Drone FPV, ông bóc cày hoang của Ukraine, lần đầu tiên được sử dụng để thực hiện cuộc tấn công xuyên biên giới, phá hủy hai xe bọc thép BMP-2 của Nga ở vùng Belgorod. Video cho thấy, chiếc xe tăng T-90 của Nga bị UAV của lữ đoàn xung kích số 92 Ukraine tiêu diệt. Đây là một cuộc chiến vào ban đêm, được quay lại từ UAV trinh sát của Ukraine. Ở Donetsk, một chiếc M2 Bradley của lữ đoàn cơ giới độc lập 47 Ukraine đã tiêu diệt thành công một xe bọc thép và bộ binh của Nga. Các UAV của Bộ Quốc phòng Ukraine phá hủy một pháo tự hành, hai xe bọc thép, hai xe tải, một nhà kho và đánh trúng các vị trí khác của quân chiếm đóng ở tả ngạn vùng Kherson.
ở Terni, tỉnh Donetsk, một xe tăng T-72B của Nga đang ra sức chạy thật nhanh để né tránh các đòn tấn công từ drone FPV và súng chống tăng ATGM của những binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn 60. Nhưng cuối cùng vẫn bị tiêu diệt, các lính Nga bên trong xe vội vã tháo chạy trước khi đạn pháo trong xe phát nổ. Video cho thấy, Trung tâm Hàng hải số 73 của lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã phát hiện ra một tòa nhà của quân chiếm đóng, trong đó có cụm anten cho máy bay FPV, camera giám sát, trạm giám sát điện tử và tổ hợp giám sát video từ xa Murom-M. Các drone FPV đã được điều động để đến phá hủy các thiết bị này. Video cho thấy UAV cảm tử của đơn vị Signum trong quá trình trinh sát đã phát hiện và phá hủy một khẩu pháo tự hành của Nga. Một nhóm quân nhân Nga chạy tán loạn sau khi bị pháo binh Ukraine tấn công. Đoạn video được quay gần Avdiivka bởi các binh sĩ thuộc đơn vị trinh sát trên không God Arc thuộc lữ đoàn cơ giới 47. Video cho thấy, bốn lính Nga đang ở trong một căn nhà thì nhận phải đòn tấn công chớp nhoáng từ UAV cảm tử của Ukraine. Sau cuộc tấn công, hai người thiệt mạng và hai người may mắn sống sót. Video này ghi lại những màn tiêu diệt bộ binh và xe quân sự của Nga được thực hiện bởi lữ đoàn cơ giới thứ 42 Ukraine.
drone FPV của quân đội 6 thuộc lực lượng đặc nhiệm Omega của Ukraine đánh phá một hầm trú ẩn của kẻ địch ở hướng Zaporizhia. Hai binh sĩ Nga vội tháo chạy khi trông thấy một UAV cảm tử đang lao đến. Vụ tấn công có thể đã khiến một binh sĩ thiệt mạng. Video ghi lại những khẩu pháo tự hành Tupan của Nga bị các drone FPV của Ukraine tiêu diệt. Đơn vị thực hiện cuộc tấn công là lực lượng phòng thủ nội địa thứ 59 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Và đây là chiếc xe sơ tán UAZ của Nga đang được ngụy trang kỹ lưỡng, nhưng không may đã bị UAV trinh sát của đơn vị Rubat thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã phát hiện. Một chiếc UAV khác chậm chậm bay đến và phá hủy chiếc xe, còn có một chiếc xe quân sự khác ở cách đó vài mét, chắc hẳn sẽ là mục tiêu tiếp theo của cuộc tấn công này. Một xe chiến đấu BMP của lực lượng vũ trang Ukraine đã bình an vô sự sau đòn tấn công trượt từ UAV Lancet của Nga. Có lẽ chiếc Lancet đã lao xuống đất thay vì lao vào chiếc xe. Một chiếc drone cảm tử của lực lượng vũ trang Ukraine tấn công một xe ô tô của Nga trong khu vực bị chiếm đóng. Video không cho biết cụ thể đây là nơi nào. Video cho thấy, mẫu UAV-52 của Nga lao vào phá hủy một xe pháo phản lực RM-70 Vambai của quân đội Ukraine. Video này ghi lại màn tấn công dồn dập từ các UAV của Nga vào vị trí nhóm chiến binh FRL. Nhóm này đã thâm nhập vào lãnh thổ của Nga tại các vùng Belgorod và Kursk sát biên giới Ukraine. Tiểu đoàn Siberia công bố đoạn phim về một chiếc BMP-1 của Nga bị phá hủy ở Goskovsky, vùng Belhorod.
kết thúc bản tin là những hình ảnh về bữa ăn của chiến sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn thủy quân lục chiến thứ 37. Nhiệm vụ cho hơn 120 người ăn đã khó, cho ăn những món ăn ngon lại càng khó hơn, nhưng không có nhiệm vụ nào là bất khả thi đối với các đầu bếp của một sư đoàn thuộc lữ đoàn 37 thủy quân lục chiến.